Xin chào bạn nào. Xin chào các bạn Bình Hưng ơi. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Đấy các bạn ơi, hiện tại mình đang ở đồi vải ở trên Lục Ngạn các bạn nhá. Đấy, ở đây chính thức là làng Phì Điền các bạn ạ. Và hôm nay các bạn ơi, mình tiếp tục series đó là trốn tìm các bạn nhá. Mình cũng làm clip trốn tìm ở đồi vải rồi. Như hôm nay mình làm clip trốn tìm bằng flycam các bạn nhìn này. Tìm bằng mắt. Đấy, tìm bằng mắt. Luật chơi ngày nay rất đơn giản. Chúng ta sẽ ở cái khu vực đồi vải, của một góc đồi vải này của nhà bác Phì nhá. Đấy, hiểu chưa? Rồi. Đấy, chỉ ở góc này thôi, bán kính là khoảng 500 mét. Rồi. Okay. Hiểu chưa? Được rồi. Ở cái khu vực đồi này, người chơi ta là nhiệm vụ là hú ở đồi vải. Không được hú ở trong đất, lòng đất hay là búi tre hay là ở trong nhà, hiểu chưa? Được rồi. Ok. Người chơi có 15 phút để đi lấp và mình sẽ có lửa tiếng để bay flycam để đi tìm mọi người, hiểu chưa? Được rồi. Đi vào mắt các bạn ạ. Nếu mà mình không tìm được, mỗi người mình sẽ mất cho người đó 5 triệu, hiểu chưa? Đấy à. Thế thì hôm nay Hưng lấp mất khá nhiều các bạn ạ. Mất nhiều đấy. Mất nhiều đấy. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Bây giờ đang là mùa vải thiều ở Bắc Giang mình và mình cũng chuẩn bị bán vải sấy khô, mọi người ủng hộ cho mình các bạn nhá. Đó, thì bây giờ người chơi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Đấy, người chơi chúng ta có 15 phút để đi lấp. Bắt đầu! Đi! Chạy đi! Lấp đi! Lấp kín vào! Đấy, các bạn ơi, mình không bao giờ mình thèm nhìn các bạn nhá. Mình sẽ bay bằng flycam để đi tìm các bạn ạ. Cả là lấp ở chỗ nào mình cũng tìm được hết các bạn nhá. Đấy, đây là mùa vải các bạn ạ. Rất là thơm bạn nhìn này. Vải này, sắp sửa mình bán vải sấy khô, mọi người ủng hộ mình nhá. Đây là quả vải thiều bạn ạ. Sắp sửa chín rồi, nó sẽ có đủ đường, đủ độ ngọt các bạn nhá. Lúc đấy mình sấy lên ăn sẽ ngon hơn mọi người ạ. Lúc đấy các bạn nhớ ủng hộ cho mình các bạn nhá. Vải thiều Bắc Giang mình thì nó là đặc sản rồi. Mọi người nhớ mua ủng hộ cho mình các bạn nhá. Mình sẽ chuẩn bị thiết bị máy quay. 15 phút nữa mình sẽ bay lên đi tìm mọi người các bạn nhá. Ui. Các bạn ơi, ở trên người vải em có người mộ các bạn. Các bạn ơi, ấy máu ngoài hợp với mình ấy. Mình cũng mặc màu nhỏ các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình tìm cho hú các bạn nhá. Mình phải tìm một cái đầu kính để chống vào đây cam. Tìm đến mình các bạn. Mình quánh quả vải trước mặt cô anh. Cháu mời các cô anh vải cùng cháu nhá. Mình nấu mình phải im chỗ mặt để nấu à. Ở đây cây thưa thế nhỉ. Trời ơi, mình đã ngồi kính kia các bạn. Nơi mình nhỏ bé không cho ngã các bạn nhá. Ngã đã có số rồi các bạn. Rồi, mình đứng ở chỗ ai nhá. Ý mình nhìn về cam mình hú ra luôn. Bố và ra cam không chịu mình các bạn. Ai à. Phải mà đấy các bạn. Các bạn ơi, mình trốn ở đây nhá. Mình vừa phải ăn rồi các bạn. Mình trốn đây nhá. Một tháng rồi các bạn nhá. Đây các bạn ơi, mình sẽ trốn ở đây các bạn nhé. Đấy, ở đây cũng khá là mát các bạn ạ. Đấy, nhiều cây ăn quả này. Cây này chưa chín các bạn ạ. Đây. Mình làm 1-2 quả mình xong rồi mình ăn xong mình đi trốn các bạn. Đấy, mình ngồi ở đây các bạn ạ. Đấy, mình ngồi ở đây mình trốn vào lấy cam. Vào lấy cam cũng nhìn bằng mắt. Đấy các bạn ạ. Đấy. Đấy, mình vừa ngồi đây mình vừa ăn được vải các bạn ạ. Nằm ngủ nghỉ thoải mái. Yêu ơi các bạn ơi, mình phải xuống mãi dưới kia tìm cái cây vải, vải gọi là cái vải thanh hà, nó dày cây các bạn ạ. Chui nó mới kỹ. Đi. Ui. Các bạn ơi,
này mình cũng thông minh phết các bạn ạ. Vải thanh hà ấy thì cái lá nó sẽ to hơn cái lá vải thiều các bạn. Ui, ví dụ như cây lạnh này, các bạn thấy dày không? Mình mà chui ở đây thì có mà bố của Hưng Vlog cũng không tìm thấy mình các bạn. Đây, mình xem cây nào dày dày để trú các bạn. Các bạn ơi, mình thấy chỗ này dày dày ấy các bạn ạ. Mình sẽ trốn ở đây các bạn nhé. Đấy, bố của Hưng Vlog cũng không thấy mình đâu. Thì đâu mình lấy cái lá mình đắp lên lưng của mình để mình gọi là hú cho nó dễ các bạn ạ. Ôi trời ơi. Các bạn ơi, lâu lắm rồi không quay vlog với Hưng Vlog mọi người ạ. Đấy mọi người cứ bảo là hậu xích mích với Hưng Vlog hay như nào đấy. Đây mọi người, mình anh em mình vẫn chơi với nhau anh em ạ. Đấy mọi người ơi. Về Bắc Giang rồi nhá. Về Bắc Giang thì mọi người nhớ ghé qua Lục Ngạn bọn mình mọi người ạ, để ăn cái đặc hưởng thụ gọi là thưởng thức cái món đặc sản của quê hương mình nhá mọi người nhá, vải thiều Lục Ngạn. Đấy mọi người nhìn quả này. Đấy, ngon lắm mọi người ạ. Nói thật ra mọi người nhá, mọi người mà mua vải thiều Lục Ngạn mình ấy, nó là quê gốc mọi người nhá, nó là vải chính gốc thì ăn nó rất chi là ngon mọi người ạ, ngọt, thơm mọi người nhá. Đấy. Nhưng mà mọi người ạ, mùa này mọi người ăn vào là nó hay bị nóng rồi nhá, nóng nó mụn mọi người ạ. Bây giờ mọi người ạ, mình phải kiếm một cây vải mà trên cái tán lá này nó phải kín đó mọi người nhá, để cho flycam nó không nhìn thấy mình mọi người ạ. Đây rồi. Mọi người. Khả năng là mình sang cây bên này cho nó rộng hơn mọi người nhá. Đấy mọi người ạ. Cái kiểu này mọi người nhá, là cứ ngồi ở gốc mọi người ạ, cứ ngồi gốc. Đừng có trèo lên. Trèo lên cây là dễ phát hiện hơn, ngồi gốc là lá cây nó che mình sẽ không bị phát hiện nhé mọi người nhá. Đấy hôm nay mình sắm quả mũ cối cho nó đồng màu mọi người ạ. Đấy thế này là Hưng Vlog có rời tìm được mình luôn mọi người nhá. Đấy. Đó ai lấy 5 triệu đồng rồi. Không biết đùa tìm mình. Ui, các bạn ơi. Ui ui. Cái vườn này nó rộng lắm các bạn nhá. Đấy, các bạn ạ, chứ cái cây vải ở đây á, các bác nông dân các bác cứ hết một mùa các bác lại chặt cành gột bớt cành đi các bạn nhá. Nên là cây nó rất chi là thưa các bạn ạ. Thế là muốn tìm được một cây dày thì phải có mất thời gian các bạn nhá. Thôi mình sẽ cố gắng tìm một cây nào nó dày dày lá một chút các bạn nhá. Để Hưng với nó không tìm thấy mình các bạn ạ. Đây cũng không phải địa phận nhà mình nên là mình không biết cây nào dày, cứ phải đi tìm các bạn nhá. Ui. Thế bây giờ à, các bạn ơi, cây này chỗ này là hở thông thoát các bạn ạ. Mình phải tìm cây nào nó rộng các bạn nhá. À, đây rồi các bạn ơi. Nếu mà muốn lá nó dày thì phải cái cây vải gì, vải thanh hà các bạn nhá. Đây này, vải thanh hà đây rồi. Đấy. Mình sẽ ngồi ở đây là chắc chắn các bạn nhé, một điều là Hưng Vlog đố tìm thấy mình luôn các bạn nhá. Ê, lưng các bạn ơi, lưng núi trốn ở kia kìa, lưng núi cũng khôn hết. Ui, các bạn ơi, cây này nó rậm nhỉ các bạn nhở. Ui, các bạn nhìn tán của nó này, rậm cực kỳ luôn này. Ui, mình trốn đây mình còn ăn được cả vải các bạn nhá. Mình test quả vải các bạn nhá. Đây là vải thanh hà các bạn ạ. Ngon đấy các bạn nhá. Nhưng mà mình ăn thì nó không thơm như vải cái vải của mình các bạn nhá, vải Lục Ngạn các bạn nhá, vải thiều. Thôi rồi. Bây giờ mình sẽ lấp vào đây các bạn nhá. Đố Hưng Vlog tìm thấy mình luôn. Hôm nay mình nhất định sẽ dành 5 triệu đồng là cái chắc rồi các bạn nhá. Cứ ngồi đây thôi, buồn lại ăn quả vải các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bay các bạn nhá, để đi tìm người chơi các bạn ạ. Đấy, mình sẽ cho bạn tham quan cái vườn vải ở Lục Ngạn ở cái chỗ mình nó như thế nào, đẹp như thế nào các bạn nhá. Đấy, khung cảnh xung quanh ở đây nó đẹp như thế nào trước mắt. Sau đó mình sẽ đi tìm các bạn nhá. Đấy, và mình sẽ có 30 phút để đi tìm các bạn nhá. Đấy. Ok, bây giờ mình bắt đầu bay lên các bạn này. Đây này, em bay cũng quay lên cái flycam này nhìn. Đấy. Đấy. Anh đưa đây. Anh đưa cho em. Rồi, em cảm ơn. Đấy.
Đấy các bạn này, mát rượi rồi. Bây giờ mình sẽ cho bay lên các bạn nhá. Bây giờ mình bắt đầu cho bay lên các bạn này. Đấy, mát rượi luôn. Wow, mát ơi là mát các bạn ơi. Mát nhìn chưa? Đang quay bạn này. Mát lắm các bạn ạ. Ui, như máy bay các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm các bạn nhá. Đấy, vườn vải rộng không các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Wow. Đấy, vườn vải chỗ mình đây các bạn này. Đây là một góc đồi ở Lục Ngạn thôi các bạn nhá. Đấy, ở đầu kia nó còn rất nhiều nữa các bạn ạ. Đấy các bạn chưa? Đấy kia là hồ nước các bạn này. Chỗ này là hồ nước các bạn nhá. Đây là hồ nước các bạn này. Rất là đẹp các bạn nhỉ. Đây là một góc ở Lục Ngạn thôi. Đây các bạn này. Đấy, dòng cả táo các thứ, nhà rất là đẹp các bạn nhỉ. Chứng tỏ ở Lục Ngạn người dân cũng có nhà đẹp các bạn nhỉ. Đấy. Trên này thì làng lắm các bạn ạ. Ở đầu xa xa kia là khu dân cư các bạn ạ. Ở đây toàn là vải thôi các bạn nhìn chưa? Toàn là vải thôi, rất nhiều vải. Đấy, rất nhiều vải các bạn nhá. Mấy cái đồi bên kia các bạn ạ. Đấy cũng toàn là vải đó các bạn ơi. Đấy cũng toàn là vải đó các bạn nhá. Đấy cũng toàn là vải thôi. Thôi bây giờ mình sẽ quay về để đi tìm các bạn ơi. Mình sẽ quay về để đi tìm cái người chơi bạn ạ. Không có, mất mỗi người 5 triệu các bạn ạ. 5 triệu mua vải có mà ăn, có cả vụ. Đấy, hôm nay có cả thằng cu con cháu Tân các bạn ạ. Đấy, cháu Tân tên giống mẹ mình thật. Đấy, cũng chơi mình nhá, con của chủ đồi vải. Đây, đây rồi. Về đây nhanh lên. Quay đây. Bây giờ mình sẽ đi tìm kỹ các bạn nhá. Từng đồi vải một, từng gốc vải một. Đấy, quay thấp thôi các bạn ơi. Đấy. Khó tìm phết các bạn ơi. Khó tìm ghê các bạn ạ. Đấy, không hề đơn giản các bạn nhé. Ui, khó tìm lắm các bạn ơi. Thế này mất tiền rồi các bạn ơi. Khó lắm các bạn ạ. Rất là khó các bạn ơi. Ui, chơi như này không được rồi các bạn ạ. Thế này mình lỗ mất các bạn ơi. Cái gì đó đỏ ấy các bạn nhỉ? Các bạn ơi, chơi tốn tiền vào flycam ở vườn vải này khó tìm đó các bạn ạ. À đây có người đây, ai đây? À đây là anh Lết các bạn ơi, không phải là người chơi các bạn ơi. Khó lắm các bạn ạ. Thế này không tìm được ai mất các bạn ơi. À, kia có người bạn ơi. Thank you.
mình thấy có người các bạn ơi. À, anh tiêm nhầm. Đấy là bác chủ ấy rồi các bạn ạ, chủ nhà thôi. Anh tiếp chủ nhà thôi. Đấy, mình bay gần quá là nó sẽ báo cảnh báo bạn ơi. Đấy các bạn ơi, bay gần quá thì lại nó vướng vào cây thì không được mất các bạn ạ. Cứ tán rộng dày quá là mình sẽ không tìm thấy các bạn nhé. Đấy các bạn thấy chưa, nó báo ngay. Nếu bay thấp quá là nó báo. Thế người chơi ta lấp đâu nhỉ các bạn nhỉ? Tôi chơi lại chết mất các bạn ạ. Cái này phải di chuyển các bạn ạ, phải người ở bên dưới di chuyển thì mình mới tìm được cơ. Chứ nó im như này thì mình sẽ không tìm được các bạn nhá. Mình phải căng mắt ra các bạn ạ. Đây là cây nhãn các bạn ơi. Không tìm thấy ai các bạn ạ. Khó phết các bạn ơi. Cái vải chín đẹp thế này. Mình căng mắt lên rồi mà không nhìn thấy các bạn ạ. À đây rồi. Mình thấy có người. Đây có người đây rồi. Đây ai đây nhỉ? À Tuệ Bách. Hòa Giang ơi. Bách đâu rồi? Đây gốc cây đây. Bách đây rồi. Bách thò ra. Bách thò ra. Bách ơi, mày chạy đi đâu? Áo trắng cái gì? Áo trắng là ai nhỉ? Thò ra đây Tuệ phải không? Tuệ hay ai đây? Đấy mình nhìn thấy rồi, mình tìm thấy rồi. áo đen mũ trắng. Tuệ, Tuệ ra đi. Tuệ ra. Tuệ đã bị bắt. Tuệ đã bị bắt. Thôi. Yeah. Cuối cùng nó bắt được Tuệ tàn tật. Rồi. À, có nghĩa là bộ quần áo, cái do là bộ quần áo bạn ạ. Nếu mà hóa trang này màu xanh thì dễ khó bắt các bạn nhá. Đấy, cuối cùng bắt được Tuệ. Đấy, đây Tuệ này các bạn này. À, à, tay áo xanh nào đây? Áo xanh. Áo xanh là ai đây nhỉ? À đâu, đây cái phi nước các bạn ơi. Cái thùng nước các bạn ạ, mình lại cứ tưởng là hậu chôn. Ui ơi. Sao? Em nấu đi thế rồi mà anh cũng tìm thấy nhầm. Lại còn cố lấp vào đấy các bạn ạ. Đấy. Anh Hưng giỏi thật các bạn ạ. Rồi, đấy con cam này nó giỏi thôi. Đấy các bạn ơi, cuối cùng bắt được Tuệ nhá. Bắt được người đầu tiên là Tuệ. Rồi, tìm người tiếp theo. À đây là mình các bạn ơi. À đây là mình rồi. Đem họng chôn chỗ nào nhỉ?
cu quan. Thằng cu quan đây rồi. Vừa nhìn thấy rồi, vừa nhìn rồi á. Rồi đi ra đi, Tân ơi ra đi. Bắt được Tân rồi nhá. Rồi bắt được Tân rồi các bạn, đi chưa, lắp lắp chưa. Lại ra, lôi nó ra. Lại lôi nó ra. Đấy, cu quan này bắt được rồi. Tân đi ra đây đi. Mát rượi. Lắp lắp lắp. Rồi lắp mà. Tân ra đây. Tân ra đây. Bắt được rồi. Đấy, chạy đi đâu. Chạy đâu. Ôi giời. Đấy, bị bắt rồi nha, Tân bị bắt rồi nha. Rồi, Tân lấp kiểu gì vậy? À, chạy à? Đấy, mình thấy Tân chạy các bạn ạ. À, kia hậu trôn đây rồi. Hậu trôn đây rồi. Phải hậu trôn gì ạ? Ngồi áo thì xanh kia rồi. Đây đúng hậu trôn rồi. Nó cứ lắm kiểu gì. Không chịu được. Đây đúng hậu trôn rồi các bạn ơi. À, hậu trôn đây rồi, áo xanh. Ai mà nhỉ? Nó mừng chi. Đấy. Hậu trôn đây rồi. Hậu đã bị bắt. Hậu đi ra. Đây Hậu đấy nhá. Hậu đã bị bắt bạn ơi. Rồi. Đấy Hậu đã bị bắt các bạn nhá. Ai mà nói mình chứ. Lại chơi lại một lần nữa chả. Đấy. Máy quay mình kêu rồi, đang có vấn đề. Rồi, thế là bắt được 3 người các bạn ơi. Bây giờ còn Hoa Vanh nữa này, Lương Lúi với lại Bách Khỉ. 3 người. Có xe đảo mà tìm về được ấy. Hậu đã bị bắt, ai chơi đảo, tất cả là công bằng hết các bạn ơi. Nhìn rõ một luôn anh ạ. Mình lấy cả lá cây ngụy trang mà bóng đi bắt mọi người ạ. Đen thật. Nó muốn đen thui mặt ạ. Quái. Bây giờ Bách đâu nhỉ? À bây giờ còn Bách Khỉ với lại Hoa Vanh. Lương Núi nữa. Lương Núi nữa. À đây 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 đây. Đây. À đâu? Nhầm à? Là mình, là mình, là mình. Nữa. Vẫn chơi thử lại nữa. Chơi lại nha. Đấy các bạn ơi, vườn vải này rất là sai. Mà sao vườn vải lại chơi lại một lần nữa. À đây 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 đây. 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 Thằng nào đây? Thằng này thằng Bách Khỉ rồi. Thằng này thằng Bách Khỉ rồi. Chỗ này là thằng Bách Khỉ rồi. Làm sao để soi cho
Đó là có người mà đang chạy đâu mất nhỉ? Đây, đôi dép đây này các bạn này. Hoa Vanh mặc áo gì nhỉ? Bách khỉ ra đi! Đây các bạn nha. À, lương lùi, lương lùi. Lương. Lương. Rồi. Quá là lương các bạn nha. Quá là lương các bạn ạ. Bây giờ quái sao có ai đấy các bạn ạ. Thôi chơi vào đại ca này các cứ tìm được người là được rồi. Mình rất nhầm Bách với lại Lương. Đây các bạn nhá, đây bắt được Lương rồi. Đấy. Đấy, đây Lương các bạn nhá. Bắt được Lương rồi, máy mình đang kêu hết pin các bạn nhỉ. Đấy, biết chứ, nhìn thấy được. Máy mình hết pin rồi. Thằng kia mà. Cảm thấy nào? Nói chung là mãi em là người sắp sắp ở quế lại tìm thấy là cũng là một cái gì đó rất là đỉnh rồi các bạn. Rồi. Lương lấp ở đấy cũng là đẳng cấp đấy. Bây giờ còn Hoa Vanh những cái khỉ thôi. Biết thế mình không thò mặt ra các bạn. Không thò chân ra. Tân thua rồi à? Tân thua, tân chạy. Không, hòa chân ra. Mát quá các bạn ạ. Quay vào phần cam. Đấy, hãy pin đi bạn ơi. Máy mày pin yếu rồi. Hãy pin đi bạn nhá. Rồi, thay pin các bạn ạ. Nó hết pin. Đấy, các bạn ơi. Tốn pin phết các bạn ạ. Mỗi một quả này chỉ quay được khoảng 20 phút thôi các bạn ạ. Mình còn 5 phút nữa thôi để đi tìm các bạn nhá. Nếu không tìm được Hoa Vanh Bách Khỉ thì mình sẽ mất 10 triệu các bạn ạ. Thôi làm quả vải để lấy cái tinh thần các bạn nhá. 10 triệu ạ. Đúng rồi. Mỗi người 5 triệu mà các bạn, không tìm được là mỗi người 5 triệu. Hãy pin bạn. Ngồi trên vải vải này ăn vải nhưng mà cũng nóng lắm các bạn ạ. Dĩ nhiên, nóng em thui mặt, có chân ra thì thấy. Bây giờ mình cho bay lên tiếp bạn nhá. Vừa tí vài phải mát các bạn ạ. Mát rượi các bạn nhỉ. Bây giờ không biết là chỗ nào bạn ơi. Khó phết. Có 10 triệu à. Đấy đôi vải nó rộng như thế này mà các bạn ơi. Nó rộng như thế này. Ôi, nhà đẹp lắm các bạn ạ. Chắc là không hú xa đến như này đâu. Đi đâu rồi? Để con thòa đầu ra anh. Nhà đẹp thật. Đấy vì cũng có cả nghĩa địa bạn này. Đấy các bạn nhìn chưa? Ở đây trên vườn vải có cả nghĩa địa. Đấy các bạn ấy, lục ngạn mình rộng lắm các bạn ạ. Bảo sao á, hoa vải rất là nhiều, ong lấy mật rất là nhiều bạn nhá. Đấy các bạn ạ, nên thu hoạch nhiều, giá nó rẻ thôi. Các bạn bảo mình bán hàng giả các bạn ạ. Mệt mấy ông quá. Báo chí viết bài thì cũng không có kiểu như là không có căn cứ các bạn ạ. Đấy, mình bán hàng thật, có giấy tờ đàng hoàng, bảo mình bán hàng giả. Đấy, đây là hồ nước các bạn nhá, khu vực hồ nước các bạn ạ. Đấy. Nhà rất là đẹp các bạn nhỉ. Ở chỗ này mới gọi là thiên nhiên các bạn nhỉ. Đấy, hồ nước đẹp không các bạn ơi. Đấy lục ngạn đẹp các bạn nhỉ. Lục ngạn rất là đẹp. Hết rồi. Lục ngạn rất là đẹp và nhiều đặc sản bạn nhá. Đây là mình đang ở khu vực ở làng Phì Điền các bạn ạ. Ở đây có cá voi không? Dạ. Đấy, rất là đẹp các bạn ơi. Đấy các bạn nhìn xa xa các bạn chưa? Tất cả đồi núi đằng sau kia đều là vải các bạn nhá. Đấy. Thôi bây giờ mình nhiệm vụ đi tìm bạn ạ. Mình quay xung quanh cho các bạn thôi. Đấy xa xa kia là đều là vải hết các bạn nhá. Đây là khu dân cư các bạn này. Dân cư đông các bạn nhá.
À, có cái ngôi mộ đổ ở đây nó mới đặc biệt các bạn này. Vậy vải rất chín các bạn nhỉ, vải sai nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, vải rất là sai các bạn ơi. À, có người, có cái gì trắng trắng đây. Có cái gì trắng trắng đây các bạn ơi. À, cái bao các bạn ạ. Đây đây đây, có ai đây các bạn này? Đây có ai đây các bạn ơi? Thằng này là thằng Bách Khỉ rồi. Không sai đâu rồi. Không sai đâu rồi các bạn ơi. Đấy. Đây đúng là Bách rồi các bạn ơi, nhìn này. Bách ơi! Mày đã bị bắt! Mày đã bị bắt! Con thỏ các bạn đấy à, đi ra! Đấy các bạn ơi, mình đã bắt được Bách Khỉ nhá. Tưởng thế nào? Ôi giời. Chân là chưa ai được. Thế là không thằng nào thoát được các bạn ạ, còn mỗi bà Banh thôi. À, mà thôi các bạn ơi, hết giờ rồi. 30 phút đến nơi rồi các bạn ơi. Thôi hết giờ rồi các bạn ơi. Thôi Hoa Banh này không tìm được rồi. Nhưng mà mất mỗi Hoa Banh tiền thôi. Đấy. Đi ra đây Banh ơi. Đấy, đây nha các bạn nhá, bắt được Bách Khỉ nhá. Các bạn nhìn chưa? Có ngôi mộ đỏ đỏ á, đấy. Mình thấy nó độc đặc biệt các bạn nhỉ. Đấy. Ngôi mộ đỏ á, ngôi mộ đỏ á. Đấy nha, bắt này nhá. Rồi rồi, bắt được Bách rồi. Bây giờ còn Hoa Vanh nữa thôi các bạn ạ, khả năng là không bắt được Hoa Vanh rồi. Hết giờ rồi các bạn ạ. Hết giờ rồi. Các bạn ơi, hết giờ rồi nhá. Anh Dung ơi. Ơi. Anh đợi Dung ơi, em nấu đấy nhìn thấy. Ngồi vào đây. Đấy, anh không hề chơi gian lận. Ui, nóng thế. Đấy, anh giỏi không? Giỏi anh ạ. Em nấu đấy anh nhìn thấy. Ma quá các bạn ơi, hết giờ rồi các bạn nhé. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi các bạn nhé. Rồi, Hoa Vanh thắng các bạn ạ. Đó các bạn ơi. Đấy, chơi trò chơi trốn tìm bằng flycam ở đồi vải các bạn ạ. Hoa Vanh là mình không tìm được thôi các bạn nhá. Thì anh ơi, cấp luôn ở chỗ nào? Hay về nhà? Chẳng bao chuyện về nhà các bạn. Mình nhớ ngay cho lương luôn. Hoa Vanh của em đi mua kem anh ạ. À. Nhưng mà anh nhớ ngay cho lương luôn. Lương biết mà. Mình có quay video mình cũng không sợ bạn nhá. Mình lâu rồi không chơi mà cái chắc là vẫn loan mọi người nhỉ. Đấy. Lâu chơi quên nghề. Anh Cu Tân này các bạn ạ. Đây là Tân các bạn nhá. Tên giống mẹ mình các bạn ạ. Mẹ đổi tên nhá. Đấy, mẹ đổi tên nhá. Mày sao dám đặt tên giống mẹ của chú ấy? Đấy, Tân lớp sao lại phải chạy nhanh thế? Sợ. Rồi, các bạn ơi, bạn này bé tuổi đây là nói nó không được nhiều, bạn thông cảm nhá. Nó bắt được Tân nhá bạn ạ, bắt là lần thứ hai bạn ạ. À đâu, bắt đầu tiên là ai nhỉ? Em Toại. Đấy, Toại này. Toại Tân. Bách lại gần các cụ mộ đỏ á bạn nhá. Đấy, lương thì mình đầu tiên mà nhìn mình nhầm sang Bách các bạn nhá. Nhưng mà lương ngoảnh mặt lại hóa ra là lương các bạn. Chán các bạn. Rồi, hôm nay
Hoa Vanh là người chết à. Các bạn thấy video này mình hay, nhớ like và chia sẻ video ủng hộ mình các bạn nhá. Và bây giờ mình sẽ về đưa tiền cho Hoa Vanh các bạn ạ. 5 triệu có mà ăn vải cả năm các bạn ạ. Làm 2 cây các rồi, bạn. Rồi, còn bây giờ xin chào.